Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Dầu Trôm vừa diễn ra ngày hội tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở năm 2024 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức. Ngày hội đã thu hút khoảng 300 học sinh trung học cơ sở và phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện tham dự. Tại ngày hội, các em học sinh khối lớp 9 được nghe đại diện một số trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh, thông tin giới thiệu ngành nghề đào tạo, điều kiện môi trường và cơ hội học tập tại trường, các ngành nghề chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2024 và các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên khi học tập tại trường. Các em học sinh cùng phụ huynh đã đặt nhiều câu hỏi về lựa chọn nghề, điều kiện cơ hội học tập và được các đơn vị tuyển sinh giải đáp cụ thể, đồng thời tư vấn về việc lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với khả năng, sở thích cũng như điều kiện kinh tế và nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi nghe các thầy cô và lãnh đạo cố vấn trong buổi hướng nghiệp hôm nay, em đã yên tâm chọn nghề và trường trong tương lai tới. Thì em thấy đây là một cái buổi tư vấn rất là quan trọng cho riêng mình. Thì có một số bạn thì cái khả năng mà thi vào trường công thấp, thì các bạn có thể xuống đây và học những cái trường như là trung tâm giáo dục thường xuyên, những trường trung cấp. Thì ở đây thì các bạn sẽ được học những cái ngành nghề cho riêng mình như là kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính và điện công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy lạnh và kỹ thuật sửa chữa ô tô, vân vân. Thì theo riêng bản thân em thì em cũng sẽ xem xét lại để cho mình một cái tương lai tốt đẹp hơn cho học tập. Thì đến buổi hôm nay thì em được các thầy cũng đã tư vấn và cũng đã tìm được một cái ngành nghề phù hợp cho mình. Thì nếu như mà không được đậu vào tuyển lớp 10 thì em sẽ theo các công việc như là công nghiệp ô tô hoặc là công nghiệp chế biến thực phẩm và các công nghiệp khác. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở là hoạt động bổ ích, nhất là thời điểm các em bước vào cuối cấp học. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện đúng chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở một cách hợp lý. Năm nay thì trường trung học cơ sở Bình Thành có 162 học sinh, thì có 25 em không đăng ký thi vào trường công, với nguyện vọng các em là sẽ đi trường nghề hoặc là đi vào các cái trung tâm bồi dưỡng thường xuyên và các em vừa học nghề và vừa học văn hóa. Thì hiện nay thì đối với phụ huynh học sinh thì cũng có những cái hướng tích cực về cái việc công tác phân luồng, cũng đã tạo thuận lợi cho nhà trường rất là nhiều. Những năm trước thì đa số phụ huynh là thường hay cho con em vào các trường công, trường lớn, nhưng mà những năm gần đây thì với kinh tế xã hội hiện nay cũng như điều kiện thực tế thì phụ huynh cũng rất là ủng hộ trong vấn đề này. Nên năm nay thì trường có rất là nhiều em có định hướng học nghề và các cái trường nghề thì cũng rất là quan tâm cũng đến trường để trao đổi với học sinh và cả cha mẹ học sinh để mà định hướng tốt cho các em trong cái công tác phân luồng này. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở còn là diễn đàn trao đổi giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp để đưa ra các giải pháp hiệu quả gắn kết doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong xác định ngành nghề đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp.